Chào mừng các em đến với tiết học mỹ thuật lớp 7. Cô là Lâm Thị Tuyết Nhung, cô dạy môn mỹ thuật trường Hồ Văn Long. Trước khi vào bài mới, cô sẽ kiểm tra bài cũ của các em. Các em hãy cho biết thế nào là ký họa? Sau khi kiểm tra bài cũ, chúng ta bước vào bài mới là bài 22, vẽ theo mẫu ký họa ngoài trời. Các em chép bài vào. Mục tiêu của bài học hôm nay là học sinh biết cách quan sát với mọi vật xung quanh để tìm hiểu về vẻ đẹp của hình thể và màu sắc. Ký họa được một vài dáng cây, người và con vật. Thêm yêu quý thiên nhiên. Giờ chúng ta bước vào một la mã quan sát và nhận xét. Chúng ta vẽ ký họa ngoài trời nên chúng ta sẽ ra ngoài trời để quan sát xung quanh cảnh vật, tìm góc độ đẹp để vẽ. Trước khi chúng ta muốn vẽ thì các em hãy cho cô biết thế nào là ký họa? Mục đích của việc ký họa. Hãy kể một số loại ký họa. Chất liệu dùng để ký họa. Cô ví dụ như chúng ta nhìn cảnh vật này thì có nhà, có cây, có xe. Chúng ta chọn một góc độ đẹp, ví dụ như một góc độ con nhà. Chúng ta vẽ, hoặc chúng ta có thể vẽ toàn cảnh căn nhà. Hoặc các em có thể chọn một đồ vật như là cái xe, hoặc là một cái cây, hoặc là con người ví dụ. Chúng ta vẽ theo ý thích của chúng ta. Chúng ta hãy quan sát thật kỹ cái nào đẹp, cái nào mà chúng ta thích, chúng ta sẽ vẽ lại. Giờ chúng ta bước vào phần 2 la mã hướng dẫn cách ký họa ngoài trời. Cô sẽ hướng dẫn các em cách ký họa ngoài trời. Chúng ta có thể ký họa 2 hoặc 3 hình khác nhau. Chúng ta có thể chọn đối tượng ký họa theo ý thích. Nhớ lại cách ký họa đã giới thiệu ở bài 21. Các em hãy quan sát chọn cái hình dáng, cái góc độ nào đó mà chúng ta thấy đẹp, chúng ta vẽ. Trước khi chúng ta vẽ, chúng ta phải so sánh cái gì? Chiều cao và chiều ngang rộng nhất của mẫu, ước lượng bằng mắt và phát khung hình chung, tùy tỷ lệ khung hình mà để giấy ngang hay dọc. Và các em hãy so sánh tỷ lệ các bộ phận. Sau đó chúng ta vẽ phát nét chính, rồi vẽ bao quát. Cuối cùng là chúng ta vẽ chi tiết.
cô cho các em xem một số bài ký họa. Đây là bài ký họa về phong cảnh, các em hãy quan sát thật kỹ. Phong cảnh người ta có thể vẽ một góc độ. Cảnh non nước, cây cối, thuyền, nét vẽ rất là đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Góc độ này rất là đẹp nha các em. Một góc độ có cây, có nước, có thuyền, có bầu trời. Ngoài vẽ phong cảnh ra, chúng ta có thể vẽ con người. Bức tranh thứ hai này là vẽ về một cô gái có mái tóc dài, một cô gái xinh đẹp. Vẽ chân dung. Khi mà chúng ta vẽ chân dung thì chúng ta đặc biệt chú ý là phải vẽ cái biểu cảm của gương mặt, là phải biết cười hoặc là buồn vui này kia, đó gọi là biểu cảm. Các em phải vẽ được cái biểu cảm đó thì bài nó mới sinh động. Qua bức tranh thứ ba, các em hãy nhìn kỹ. Giữa bức tranh thứ nhất, giữa bức tranh thứ hai, thứ ba thì hai cái bức tranh này nó khác nhau. Một là vẽ về người phụ nữ, bức này thì vẽ về đứa con nít. Khi mà vẽ đứa con nít thì mình phải vẽ được cái thơ ngây của tuổi trẻ, gương mặt tròn trịa. Mũm mĩm, mái tóc cột xoắn lên. Và vẽ biểu cảm cũng đang cười vui vẻ. Cả hai bức tranh này bức nào cũng đẹp hết. Các em hãy quan sát kỹ trước khi vẽ. Qua bức tranh thứ tư, ngoài vẽ phong cảnh ra, con người ra thì chúng ta có thể vẽ về con vật. Con vật thì rất là nhiều con vật, như là con thỏ, con ngựa, vân vân. Khi vẽ con vật thì các em hãy chú ý vẽ cái dáng. Dáng con vật, mỗi con vật nó có cái dáng khác nhau. Và có thể vẽ dáng động, dáng tĩnh của con vật đang bay, đang nhảy, vân vân, hoặc là đang vồ mồi. Sau khi các em xem tranh, các em có thể chọn một hình mẫu nào đó để các em vẽ lại. Chúng ta bước qua ba la mã thực hành, ký họa một dáng người, một phong cảnh hoặc một con vật mà em thích. Trước khi chúng ta ký họa thì chúng ta phải chú ý một điều là chú ý đến cách chọn đối tượng và góc nhìn để vẽ. Chú ý tới cách vẽ. Chú ý tới vẻ đẹp hình mảng, đường nét và các dáng động tĩnh của đối tượng. Học sinh có thể đổi chỗ, tìm vị trí đẹp để chúng ta vẽ và có thể rút kinh nghiệm qua bài vẽ của mình. Qua phần củng cố, các em hãy quan sát cái bức tranh chúng ta vẽ và so sánh với cảnh vật
thì chúng ta coi coi nó rừng giống mẫu chưa và nó có biểu cảm chưa, nó có tình cảm trong đó chưa. Muốn cho một bức tranh đẹp thì chúng ta phải mang cái tình cảm của chúng ta vào thì bài nó mới sinh động. Qua bài học hôm nay em rút ra được điều gì cho bản thân? Cô thì mong các em biết cách chú ý và quan sát tốt hơn đến mọi sự vật xung quanh mình, luôn có cái nhìn mới mẻ cho cuộc sống luôn thú vị. Dặn dò, các em hãy hoàn thành bài, chuẩn bị cho cô bài 23. Bài học đến đây kết thúc. Cô chúc các em dồi dào sức khỏe.